We show up in the party. ROG Phone 3 is here, and it's yours to command. Embrace the world's mightiest force. Like a fortress, it persists. Unleash attacks unseen. Strike before enemies move. Hear the faintest whisper. Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại kênh Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip hai cái màn hình con góc phone 3 nha các bạn. Màn hình này vẫn còn xài bình thường các bạn, nhưng mà khách chỉ bể kính thôi nha các bạn. Màn hình xài bình thường bể kính, nhưng mà khách muốn thay màn hình thì mình thay màn hình mới cho khách luôn. Màn hình còn chức năng xài bình thường hết nha các bạn, nhưng mà nó bể hơi nhiều. Khách yêu cầu thay màn hình thì thay màn hình cho khách. Này là màn hình bên mình nha các bạn, màn hình zin hãng, dòng phone 3. À, giờ mình sẽ tiến hành tháo máy ra để mình thay màn hình cho các bạn xem nha. Con này trước tiên mình làm thì mình tháo cái nắp ra trước nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành lấy cái chấu sim ra trước. Mình sẽ lấy cái miếng nhựa chụp cái sạc cái bên hông này ra nha các bạn. Giờ mình sẽ tháo cái nắp lưng ra trước. Còn góc phần 2 này nó cái nắp lưng nó khác với cái góc phần 1 nha bạn. Nắp lưng này nó làm liền luôn nè các bạn. Nó sẽ vui một cái, nó làm một miếng trắng ở đây, gắn cái miếng này ở đây nha các bạn. Nó khác với cái nắp lưng của góc phần 1, góc phần 2. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái nội thất bên trong nha các bạn. Tháo trước tiên mình tháo cái nắp chụp này trước nha bạn. Xong rồi mình sẽ bắt đầu tiến hành mình tháo ốc xung quanh hết. Khi mình đã tháo ốc xong rồi mình dở cái chụp luôn lên nha các bạn. Cái này nó nguyên cái nè. Giờ mình sẽ tiến hành mình tháo pin trước. Mình sẽ tháo cái cục chỗ đèn lát ra nha các bạn. Giờ mình tiến hành mình tháo cái mấy cái camera.
Mình tháo màng ra xong nha bạn. Cái này là cái mấy cái dòng máy sau này các bạn, mấy cái chip xài nó rất là nóng nên nó thể là nó dễ ảnh hưởng tới chip, hoặc là xài nóng quá chip nó lỗi mà nhà sản xuất họ đổ keo tản nhiệt này nè. Mấy dòng này đa số là mấy mấy anh em game thủ mua về chơi cài game thì thôi luôn, nên họ sợ cài nóng quá chip nó lỗi nó chết nên họ đổ keo tản nhiệt nha bạn. Rồi xong rồi, giờ mình sẽ tiến hành tháo màn hình nha bạn. Giờ tiến hành tháo màn hình nha bạn. Bạn mình tháo màn hình ra nha bạn, màn hình của nó nè. Giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh cái keo xung quanh đây, rồi mình sẽ gắn màn hình vô nha bạn. Các bạn làm kỹ cái gì mình ấn cái dấu tay vô chỗ cái dấu tay đi. Mở khóa giật tay đây nha bạn. Vệ sinh sạch sạch nha bạn, mình không vệ sinh không sạch mình dán vô nó không có dính. Căng lưới lo cho nó đều nha bạn nha, mình phải chịch mình vô cho nó xấu. Giờ mình sẽ tiến hành bắn cái bắn keo xung quanh nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành bắn keo xung quanh mình gắn hình vô nha các bạn. Tiến hành mình gắn màn hình vô nha bạn. Đột dây thun là để cho nó cố định cái màn hình nha bạn, cho nó khô keo để cho thì nó không có cố định được cái màn hình nha bạn. Phải chỉnh cho mấy cái góc nó đều hết nha bạn, thôi nó bị bên bên thở bên kích.
Rồi giờ mình sẽ tiến hành gắp từng bộ phận vô nha bạn. Giờ mình đang cầu dây thông nên mình sẽ gắp cái nào trước được mình sẽ gắp trước nha bạn. Cho keo nó khô rồi mình sẽ tháo dây thông. Cái nắp đất này bạn, nó còn giữ nguyên cái lớp keo zin của nó nè. Nên này mình sẽ không có dán keo thêm nha bạn. Mình vệ sinh sạch như thế này mình định vô là mình sẽ nó sẽ dính lại cứng như zin ban đầu nha bạn. Rồi các bạn, mình vừa hoàn thành xong cái quá trình thay màn hình con góc phone 3. Màn hình mình thay là màn hình viên chính hãng nha các bạn. Thời gian thay màn hình con này tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là xong, bạn có thể ngồi chờ lấy máy luôn. Bên mình nhận sửa chữa tất cả các dòng asset nha bạn, nhất là góc phone 1, góc phone 2, phone 3 nó hay bị xài mà nó dạng bị chết đột tử các bạn, đang xài tự động tắt nguồn hoặc là đang sạc nó mất nguồn luôn các bạn. Bên mình nhận sửa tất cả các bình đó nha, thay mặt kính màn hình bên mình nhận thay hết. Mình vừa hoàn thành xong quá trình thay màn hình góc phone 3. Cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký chia sẻ nha. Chào các bạn, hẹn các bạn ở clip khác. Same, hey, survive, same, hey, survive, same, hey, survive, same, hey, survive, same, hey, survive.